Okay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi màu một cái đối tượng mà các bạn copy từ thư viện qua mà các bạn bảo là không đổi được màu. Thường thì các nội thất các bạn copy từ thư viện qua thì thường là một cái khối block như này. Ở đây ví dụ thì mình ví dụ đây là một cái nội thất là cái giường mình vừa copy từ thư viện qua, thì nó là có rất nhiều màu. Và chúng ta khi chúng ta đổi layer, đổi sang layer nội thất thì nó vẫn màu như thế, mà đổi màu ở cái bảng màu này thì vẫn thế, không đổi màu. Thì chúng ta sẽ làm nào? Trước tiên chúng ta phải phá cái khối block này ra. X trong này sẽ có từng đối tượng riêng biệt. Ở đây là một cái đường hình rectangle. Đây, ở đây một khối hatch, cái gối, đây là chăn màu đỏ, đây là viền này giường là màu xanh. Thì ở từng đối tượng này người ta đã chọn màu riêng cho nó. Đây chúng ta nhìn thấy, kích lên này, kích vào cái đối tượng chúng ta sẽ thấy đây là đối tượng này thuộc cái layer block, màu của layer là màu, đây là màu tím, tím hồng. Nhưng người ta đã chọn riêng cho cái layer này, chọn riêng cho cái đối tượng này nó là màu xanh, đây green đây. Bây giờ chúng ta muốn đổi cái màu này về cùng màu với cái màu mà chúng ta layer mà chúng ta mong muốn, đó là cái layer nội thất. Ở đây chúng ta có một cái layer nội thất đây. Hoặc là thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta quét chọn tất cả những vật thể này. Chúng ta kích vào bảng màu, chúng ta chọn by layer. Nó sẽ màu lập tức màu sẽ đổi về màu của cái layer chúng ta đang hiện nay. Đây. Giờ đã có màu rồi. Đây là thuộc layer block và màu cũng là màu của B, và màu giống màu của layer block luôn. Để chuyển về cái màu của nội thất, chúng ta chọn đối tượng và chúng ta đổi màu, đổi cái layer này thành layer nội thất. Ngay lập tức màu nó chuyển thành, ngay lập tức màu nó sẽ chuyển thành màu của cái layer nội thất. Sau lần này chúng ta lại block nó lại, B, F, đặt tên, dương, quan tâm. Vậy là chúng ta đã đổi được màu của cái đối tượng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thầy nếu thấy video bổ ích hãy like, chia sẻ và cùng bình luận. Các bạn hãy để lại những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc ở dưới video. Thì ở những video sau mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok, cảm ơn.